Thực hiện chủ trương xây dựng mô hình nhà trường thông minh của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng là cơ sở quan trọng tạo những bước chuyển mới trong chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng trinh sát, cái nôi đào tạo quân báo trinh sát viên toàn quân. Bằng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, học viên trinh sát kỹ thuật được giảng viên trực tiếp hướng dẫn thao tác nghiệp vụ ngay trên các thiết bị chuyên dùng, từ đó giúp học viên rèn luyện kỹ năng thực hành. Việc sử dụng các phần mềm trong dạy và học kỹ chiến thuật, trinh sát kỹ thuật giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về công tác tổ chức của các đơn vị trinh sát kỹ thuật, hình dung cụ thể hơn về quy trình trinh sát kỹ thuật, giúp chúng tôi hiểu rõ được chức trách nhiệm vụ, đảm bảo cho chúng tôi rút ngắn về thời gian huấn luyện. Cabin trong các phòng học chuyên dùng cũng là một trong những mô hình cho thấy công nghệ thông tin được trường cao đẳng trinh sát ứng dụng để mang đến hiệu quả cao trong công tác giảng dạy. Trên cơ sở hệ thống máy tính và các phần mềm chuyên dụng, giáo viên cùng lúc có thể giảng cho nhiều học viên ở nhiều chuyên ngành ngoại ngữ khác nhau. Hiện nay chúng tôi đang sử dụng nhiều đó là các phần mềm công nghệ thông tin vừa mới được trang bị như phần mềm Canabo, phần mềm ATT. Thì qua sử dụng các phần mềm này thì đã giả lập cho học viên một cái môi trường ngôn ngữ như là trong thực tế. Thì qua đó thì học viên sẽ nhanh chóng nắm bắt được kiến thức và đứng đúng chức trách vai trò của trinh sát viên. Không chỉ tận tình tâm huyết truyền thụ kiến thức lý thuyết cho học viên trên giảng đường, mà những cán bộ giáo viên của trường cao đẳng trinh sát còn tận tình hướng dẫn trên thao trường, hướng dẫn thực tập, thực hành kỹ chiến thuật cho mỗi học viên, rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và đơn vị. Công tác huấn luyện cũng là một trong những mặt công tác được các thủ trưởng nhà trường rất quan tâm và tạo điều kiện. Trong đó thì cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện luôn được bảo đảm. Đội ngũ cán bộ huấn luyện có trình độ chuyên môn cao nhất, luôn nhiệt tình giúp đỡ, truyền thụ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của mình cho chiến sĩ. Nhà trường xác định là tiếp tục kiện toàn và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ, tăng cường năng lực tiếp cận công nghệ 4.0 trong giáo dục đào tạo, đẩy mạnh tin học hóa, hiện đại hóa trong giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới quy trình, chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng là sát với thực tiễn chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Với phương châm dạy nghề, dạy người, tinh nhuệ, quyết thắng, cùng hệ thống trang thiết bị, phần mềm, ứng dụng thông minh, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận hiệu quả và đáp ứng yêu cầu chỉ huy, điều hành, dạy học hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để trường cao đẳng trinh sát ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.